Sơn Công Viên Thiện Định và Minh Đăng rất cảm ơn tất cả quý vị các khán giả đã đón xem phần bảo trợ thương mại vừa qua. Tiếp nối là phần tử vi. Mở đầu xin mời quý vị đến với cung Bảo Bình cho những quý vị có ngày sinh từ 20 tháng 1 cho đến ngày 18 tháng 2. Bảo Bình cảm thấy buồn bã và chán nản hơn nhiều vào tuần này. Đây là khi những mâu thuẫn bất hòa giữa cả hai đang dần trở nên căng thẳng hơn. Nếu không sớm hóa giải thì những vết rạn nứt ấy sẽ không thể nào lành được nữa. Sự rắc rối cứ liên tiếp tìm đến khiến cho Bảo Bình sẽ phải vất vả để xoay sở khi mới có thể giải quyết được mọi chuyện. Có lẽ chằm sau này sẽ không nên tự giải quyết mọi chuyện một mình mà nhờ tới sự giúp đỡ của những người xung quanh. Với những khoản chi vượt tầm kiểm soát trong thời gian này, túi tiền của Bảo Bình có vẻ như đã cạn kiệt hơn nhiều. Bảo Bình sẽ khó thoát khỏi tình trạng khó khăn nếu như mà không tìm ra phương án phù hợp để mà cải thiện thu thập của bản thân hiện tại. Kế là cung Song Ngư cho những quý vị có ngày sinh từ 19 tháng 2 đến 20 tháng 3. Song Ngư nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội để thể hiện bản thân. Chắc chắn là những ý tưởng mà cung hoàng đạo này đưa ra sẽ nhận được không ít sự phản hồi tích cực từ mọi người. Chỉ cần tự tin vào bản thân thì Song Ngư có thể sẽ khiến cho người khác phải bị thuyết phục bởi năng lực của mình. Với sự tinh tế và nhạy bén của mình, Song Ngư sẽ không khó để cung hoàng đạo này nắm được những cơ hội kiếm tiền trước mắt. Trong sau này chắc chắn sẽ thu về không ít tiền bạc về trong tuần này. Cung hoàng đạo này hãy điều chỉnh vấn đề ăn uống để nghỉ ngơi và làm sao cho phù hợp, giúp cho cơ thể lấy lại được nguồn năng lực đã đánh mất đó nhé. Những quý vị sinh từ ngày 21 tháng 3 cho đến ngày 19 tháng 4 nằm trong cung Bạch Dương. Bạch Dương sẽ gặp phải những rắc rối trong tuần này. Những vấn đề sẽ phát sinh liên tục xuất hiện khiến cho chòm sao này cảm thấy rất phiền lòng. Lúc này chòm sao này không nên tự mình làm tất cả mọi công việc nữa mà cần tới sự giúp đỡ của những người xung quanh. Túi tiền rủng rỉnh chính là nguyên nhân làm cho Bạch Dương trở nên chủ quan và tiêu xài có phần thoáng tay hơn so với thời gian trước đấy. Dù thế nào thì Bạch Dương cũng đừng quên để riêng cho bản thân một khoản dự phòng trong các tình huống khẩn cấp đấy. Còn cho những quý vị có ngày sinh từ 20 tháng 4 đến 20 tháng 5 là cung Kim Ngưu. Kim Ngưu không dễ dàng bị tác động bởi những lời nói từ phía người khác. Dù cho là trong bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì Kim Ngưu cũng kiên định với ý kiến ban đầu của mình. Kim Ngưu rất vững vàng và điềm tĩnh khi phải đối diện với các thử thách khó khăn mình gặp phải. Còn trong vấn đề tình cảm thì chòm sao này có vẻ như lại đang tỏ ra hơi cố chấp. Cung hoàng đạo này sẽ có xu hướng muốn chiếm hữu và sẽ không muốn nửa kia thoát ra khỏi sự kiểm soát của mình. Khó ai có thể thuyết phục được Kim Ngưu có thể đầu tư hay chi tiền nếu như mà thực sự chòm sao này mong muốn hoặc là có nhu cầu về dự án đó. Đến với cung Song Tử cho những quý vị sinh từ ngày 21 tháng 5 cho đến ngày 21 tháng 6. Song Tử sẽ rất nhạy cảm hơn bình thường, nhất là trong vấn đề tình cảm. Song Tử sẽ dễ cảm thấy tổn thương chỉ vì những lời nói vô tình của nữ kia. Có vẻ như cung hoàng đạo này sẽ đang bị những việc ngoài lề làm sao nhãng, thiếu đi sự tập trung. Đây có thể là lý do khiến cho Song Tử đưa ra những quyết định thiếu chính xác và sự nóng vội. Song Tử hãy quan tâm hơn đến tình trạng sức khỏe của mình. Lời khuyên cho Song Tử là hãy nên sớm điều chỉnh lại chế độ ăn uống, nghỉ ngơi của bản thân. Điều đó sẽ tốt hơn rất nhiều cho cơ thể của mình. Qua với cung Cự Giải cho những quý vị có ngày sinh từ 22 tháng 6 đến 22 tháng 7. Cự Giải tràn ngập sức sống và năng lượng trong tuần này. Chòm sao này sẽ nhanh chóng giải quyết công việc hoàn chỉnh và chính xác mà sẽ không cần tới sự giúp đỡ của ai cả. Cự Giải chắc chắn sẽ nhận được đánh giá cao của tất cả mọi người. Với trực giác nhạy bén, Cự Giải sẽ có thể nhìn ra được các cơ hội làm ăn mới đầy hứa hẹn cho mình. Cự Giải là một mẫu người luôn hướng về gia đình. Chòm sao này luôn có mong muốn để mang lại mọi điều tốt đẹp nhất cho những người thân của mình. Điều đó sẽ khiến cho mọi người trở nên gắn bó và yêu thương nhau hơn rất nhiều đó. Tiếp đến là cung Sư Tử cho những quý vị sinh từ ngày 23 tháng 7 cho đến ngày 22 tháng 8. Trong tuần này, Sư Tử sẽ bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ hơn nhiều. Vì vậy, Sư Tử sẽ rất dễ bị tổn thương, nhất là khi nữ kia không đáp trả lại tình cảm như sự mong đợi của Sư Tử. Cũng vì đặt nhiều hy vọng, do đó Sư Tử sẽ dễ cảm thấy thất vọng hơn. Về mặt công việc, sẽ không diễn ra theo như đúng ý của Sư Tử, thì Sư Tử không nên vội vàng đưa ra những lời chỉ trích quá nặng nề. Dù cho túi tiền trong tay nhiều ít ra sao, thì lời khuyên cho chòm sao này cũng không nên khoe khoang làm gì. Sư Tử sẽ trở thành món mồi ngon cho những kẻ xấu bụng, mong muốn chiếm đoạt số tiền mà bản thân đang có. Còn với cung Sử Nữ cho những quý vị có ngày sinh từ 23 tháng 8 đến 22 tháng 9 thì tuần này có gì lạ. Sử Nữ dễ trở nên mâu thuẫn với chính bản thân mình. dường như là cảm xúc và lý trí của xử nữ đang có sự xung đột rất lớn. Cung hoàng đạo này sẽ không biết phải làm sao, nhất là khi liên quan tới mặt tình cảm, khi mà mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng hơn. Đây là lúc chòm sao này sẽ cần tới sức bình tĩnh thì mới đưa ra được những quyết định chính xác, nhất là cho những vấn đề mình còn đang gặp phải. Xử nữ không nên quá nóng vội để rồi làm hỏng chuyện. Xử nữ sẽ không nên bỏ bê bản thân hơn nữa đấy nhé, mà hãy chăm chỉ luyện tập sức khỏe và ăn uống điều độ hơn. Tiếp đối là cung Thiên Bình cho những quý vị có ngày sinh từ 23 tháng 9 cho đến ngày 23 tháng 10. Thiên Bình sẽ thoải mái để tận hưởng một ngày nhiều niềm vui và sự hứng khởi. Về mặt tình cảm, giữa các cặp đôi chưa khi nào lại nồng nàn và thấm thiết đến thế. Một buổi tối lãng mạn sẽ làm cho cả hai thêm thấm thiết hơn nhiều. Về mặt công việc, mọi vấn đề đang diễn ra rất suôn sẻ thuận lợi, đúng như kế hoạch mà Thiên Bình đã dự định từ trước đấy. Với sự thể hiện xuất sắc của mình, Thiên Bình có thể dễ dàng ghi điểm với mọi người và nhận được sự yêu mến. Tình hình tài chính của cung hoàng đạo này sẽ không có nhiều biến động cho lắm. Chòm sao này có thể thoải mái chi tiêu mà không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề liên quan tới tiền bạc. Vậy với cung Hổ Cáp cho những quý vị có ngày sinh từ 24 tháng 10 đến 22 tháng 11 thì sao? Hổ Cáp khó mà có thể kiềm chế cảm xúc của bản thân, nhất là khi cung hoàng đạo này sẽ phải chịu những lời chỉ trích từ ai đó. Hổ Cáp sẽ có những phản ứng thái quá làm cho mối quan hệ của mình trở nên căng thẳng hơn. Nếu giữ được bình tĩnh thì Hổ Cáp sẽ dễ dàng tiếp nhận được lời góp ý từ mọi người xung quanh. Hổ Cáp không nên lúc nào cũng sáng nắng chiều mưa như thế này, nửa kia sẽ không có chiều được Hổ Cáp mãi đâu. Tình hình sức khỏe của cung hoàng đạo này sẽ có vẻ cải thiện hơn nhiều so với thời gian trước đây. Tăng cường thể dục thể thao chính là phương pháp hiệu quả nhất giúp cho cơ thể của mình được khỏe mạnh hơn. Đến tiếp theo là cung Nhân Mã cho những quý vị sinh từ ngày 22 tháng 11 cho đến ngày 21 tháng 12. Nhân Mã có vẻ e dè hơn so với bình thường. Cung hoàng đạo này sẽ dễ giấu kín suy nghĩ của mình và không chịu nói ra cho mọi người được biết. Có lẽ lời góp ý của chòm sao này sẽ giúp sức ít nhiều cho công việc đó nhé. Nhân Mã cũng không nên ngần ngại nói ra suy nghĩ của bản thân. Thời điểm này sẽ chưa phải là thời điểm thích hợp nếu như cung hoàng đạo này đang có ý định đầu tư tiền bạc. Về tình cảm, những Nhân Mã còn độc thân sẽ chưa thể tìm được người ưng ý và phù hợp. Có lẽ Nhân Mã nên cởi mở hơn và hạ bớt tiêu chuẩn của bản thân xuống. Khi ấy Nhân Mã sẽ dễ dàng tìm kiếm được một nửa với mình. Và cuối cùng là cung Ma Kết cho những quý vị có ngày sinh từ 22 tháng 12 đến 19 tháng 1. Ma Kết không còn phải lo lắng gì nữa về phương diện công việc. Với sự chăm chỉ nỗ lực của mình, Ma Kết sẽ sớm gặt hái được thành quả xứng đáng. Ma Kết còn nhận được sự ủng hộ của mọi người vào những dự án của mình nữa. Có vẻ như sự độc đoán của Ma Kết sẽ khiến cho mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng hơn nhiều. Hãy tiết chế cảm xúc của mình đấy nhé. Ma Kết đừng làm cho nửa kia của mình cảm thấy ngột ngạt. Cả sức khỏe, thể chất và tinh thần của Ma Kết sẽ bị ảnh hưởng rất lớn nếu như chòm sao này cứ tiếp tục lười vận động và ăn những thực phẩm ăn nhanh nhiều như thế. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm dừng chương trình tin tức tổng hợp ngày Chủ nhật tại đây cùng với đài trình IBC TV. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã đón xem trong những giờ phút vừa qua. Xin gửi lời cảm ơn đến với tất cả các cơ sở thương mại, đặc biệt sự bảo trợ của IBC Home Shopping. Mọi chi tiết về chương trình sale promotion của IBC Home Shopping, kính mong quý vị liên lạc đến với số phone 714 892 5717 866 303 1888. Tôi cũng xin kính chúc quý vị và gia đình một mùa Phật đản an vui và an lạc.